Nương cá lẹp ở nhà ơi. Đây, cá khô nha. Cá lẹp nướng, tí nữa giả với lá gì nhỉ? Lá lộc vừng non nha cả nhà, ăn ngon lắm á. Đang nướng mà than lửa tắt hết rồi. Bây giờ mình cứ thích hay mình cứ hay thích ăn mấy cái món như thế này, này. Ăn ngon nó lạ miệng, suốt ngày ăn thịt ăn cá chả thấy ngon. Không có than mấy. Than lửa tắt hết rồi, còn được một tí than. Chắc được rồi đấy. Thôi lửa cả nhà. Mày mà có than rực cơ thì ngon. Cá lẹp này nó hơi khô khô rồi. Nó không có, nó có dầu. Có loại cá lẹp mà người ta mới mới đưa về ấy, nó nhiều dầu, ăn nó thơm, nó ngon hơn. Cá này cá hơi lâu lâu rồi. Cá lẹp này mua ở trong quán ấy cả nhà. Than lửa mà nhiều thì nướng nhanh rồi, không có than lửa.
Được 4 con rưỡi. Con này mắt cái đuôi đây. 4 con rưỡi nướng hết rồi. Mấy đứa cũng kêu là nướng nhiều đi. À ý là nướng hết đi. Cho ăn rồi. Em ăn chén vậy? Anh đoán cả rồi. Con kêu thằng em nó lấy cái chén để cá cả nhà. Ui, xúc lắng lụt nhà này nhà. Chắc được rồi đó. Ồ, cháy luôn rồi. Cháy rồi. Đây, nướng xong rồi. Bây giờ chuẩn bị. Ê, từ từ. Đây, cho muối. Ok, cho chín vào chứ. Cá chắc không cần phải cho muối đâu nhỉ. Rồi, cho mì chín rồi. Với gừng, với ớt nữa là nhà nha. Và ớt xanh nào. Xanh cho ít thôi. Rồi. Đây. Quên mất giới thiệu, đây là lá lọc vừng nhé cả nhà, lọc. Lá lọc vừng non á, đó. Đây. Dạ. Lá lọc vừng trước. Có ngon nè. Dạ cho nó mịn lá lọc vừng. Được rồi đó, bỏ cái đấy. Đây. Đó, bây giờ giả cá chung nè. Bỏ nó ngâm đấy. Không biết cả nhà thấy sao, nhưng mà với mình là hấp dẫn lắm á. Ngon lắm. Giờ nó dậy mùi thơm của lá lọc vừng rồi. Mùi thơm của lá lọc vừng và mùi thơm của gừng nữa. Mùi thơm của ớt. Ớt xanh nữa. Giờ là giả cho nát cá với giả cho đều. Cái này là chưa đều. Rồi được rồi đó. Được rồi nhé cả nhà. Nếu ai thấy nếu ai muốn ăn thì cứ làm theo clip nhé.
Còn bạn nào mà xem xong á, cho mình xin 100 like nhé cả nhà. Bye bye. Mình chuẩn bị ăn cơm đây. Đây món cá mà lúc chiều đi dí đây cả nhà. Nhìn nó bị ăn chưa? Đó. Gồm có gia vị, gồm có hành, gừng, sả, tỏi, ớt. Nấu như thế này thôi, không có cho màu mè. Cả nhà nhìn hấp dẫn chưa? Ngon lắm đây nha. Này không cho tiêu đâu. Nấu kiểu này thôi. Còn bên này là canh dương sỉ nha cả nhà. Dương sỉ cũng nấu với cá luôn. Đưa cái thìa đây. Đây. Đó. Chưa ngon chưa? Nếu thấy hay thì cho xin một like nhá.